Chào mừng các bạn tới buổi đào tạo nhân viên của Hosale. Hôm nay sẽ nói về cái khóa môn social. Các bạn online nghe rõ gì chưa ạ? Rồi thôi các bạn chịu khó vậy nha. Các bạn lấy điện thoại ra giúp chị. Chị sẽ kiểm tra cái... Rồi lấy điện thoại ra và quét giùm chị để chị kiểm tra kiến thức của các bạn ha. Kiểm tra coi các bạn biết cái gì. Tại vì có một số bạn là mấy bạn cũ á. Rồi các bạn quét giùm chị nha. Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Android trên điện thoại thì mở Zalo ra, quét cái link này, quét cái mã QR. Còn nếu bạn đang sử dụng iOS là iPhone á thì mở camera ra, quét xong các bạn sẽ thấy một cái đường link và các bạn nhấp vào đường link đó. Bạn nào không quét được thì vào trang slido.com, đánh vào cái số cho chị là dấu thăng 2325139. Nghe được em nghe không? Ok. Rồi chúng ta bắt đầu nha các bạn. Ủa mà sao chị thấy mới có 7 người vậy? Đó, có 3 người thôi. Mà được má. Từ đầu chị chưa lắm. Giờ mình những cái này mình vô rồi. Chị thấy đang là 33 bạn online nha. Mà mới có 17 bạn vào thôi. Thôi để cái mấy bạn chat cũng được. 58 đi nha. Tiếp nha. Đó về các bạn nhắn nó. Giờ anh em nó là gì? Thôi được rồi kệ. Chắc là anh kêu kịp sống rồi. 10 giây. Rồi các bạn ơi, ở đây thì là cái thông tin rất là căn bản. Khi mà các bạn demo cho khách hàng thì các bạn cũng sẽ phải báo thông tin này ra cho khách. Thì khách sẽ hỏi là bây giờ em nói là em tập hợp rất là nhiều trang fanpage vào cái gói GoSocial và cụ thể là GoChat ở trong GoSale của em. Vậy thì bên em có thể kết nối được bao nhiêu trang fanpage để quản lý được? Thì mình sẽ phải trả lời cái chính xác là 5 trang fanpage nha các bạn. Rồi, ở đây chị thấy là mọi người đều biết hết, rất là tốt. Mình đi tiếp nha các bạn ha. Mỗi một câu chị có set up cái thời gian trả lời, nên các bạn thấy câu qua là phải đọc liền nha. Ai bị Minh Suối nói là ba trang gì trời. Cái Zalo OA này thì chỉ là một trang thôi nha các bạn. Một trang Zalo OA và 5 trang fanpage ha. Rồi trong GoChat, chức năng automation có thể làm gì nào các bạn? Các bạn nào mới chưa biết thì cứ đánh theo cái sự suy đoán của mình cũng được nha. Rồi, AB điều đúng có nghĩa là cái chức năng automation này có thể tạo cái tin nhắn mà khi khách hàng comment trên một cái bài viết fanpage của mình đó các bạn, thì nó sẽ nhảy ra một cái câu trả lời tự động nha các bạn. Ví dụ như là câu trả lời là các anh chị vui lòng vào inbox để xem tin nhắn, thì ở trong tin nhắn messenger của khách hàng cũng sẽ nhận được một cái tin nhắn của mình luôn. Cho nên cái chức năng automation này làm được cả hai điều này các bạn ha. Các bạn mới cứ tự suy đoán nha, chị không cần các bạn trả lời chính xác.
các bạn mới thì không biết không sao, mà các bạn cũ á, để kiểm tra kiến thức chủ yếu là của các bạn cũ ha. Có thể nha các bạn, ví dụ trên một cái trang fanpage mà bạn đăng 10 bài thì ở chức năng automation bạn chọn cả 10 bài đó để ra một cái tin nhắn tự động là anh chị vui lòng vào inbox để xem tin nhắn ha. Rồi câu kế tiếp. Rồi, trong WeChat, chức năng automation có thể thiết lập thời gian cho tin nhắn tự động trả lời comment của khách hàng hay không? Nghĩa là khi khách hàng trả lời, khách hàng comment trên cái bài viết của mình á, thì cái tin nhắn tự động đó mình có thể thiết lập là trả lời sau bao nhiêu giây, bao nhiêu phút chẳng hạn. Ý câu hỏi này là như vậy. Và chị thấy có bạn trả lời là không thể thì có thể bạn đó là đang là nhân viên mới thì không sao cả. Chức năng này của mình là có thể như các bạn ha. Rồi, trong WeChat, chức năng broadcast có thể tạo trên nhiều fanpage không? Chị thấy bạn trả lời là không là chính xác rồi đó. Hồi nãy automation là nhiều bài, còn broadcast là trên một trang nha các bạn. Rồi. Có bắt buộc phải chọn phân nhóm, nếu các bạn không chọn phân nhóm ở chức năng broadcast thì không thể thực hiện được chức năng này ở trên phong phần WeChat nha các bạn ha. Một chút xíu nữa chị sẽ vào hệ thống để demo cho các bạn xem. Còn bây giờ chị đang kiểm tra xem các bạn có biết chính xác những thông tin chị cần kiểm tra hay không ha. Rồi, 24 giờ là chính xác nha các bạn. Mọi người vẫn vô được mà. Có còn một số bạn này. Rồi, khi các bạn đọc cái dòng thông báo này trong hệ thống của mình thì sẽ có một số bạn hiểu nhầm. Bạn thấy không? Có nghĩa là hệ thống mình nói là bạn được tạo tối đa 10 cái tin nhắn. Và một số bạn đọc như vậy sẽ mặc định là mình tạo hết 10 tin nhắn thì hệ thống sẽ đẩy từ trên xuống dưới. Nhưng sự thật là chỉ có một tin nhắn được gửi đi thôi, đúng các bạn? Cái này nguy hiểm nếu mà các bạn không hiểu rõ nha. Để dành đó mình tạo chiến dịch mới. Đúng rồi em. Mình có chức năng copy, còn nếu không á thì mình để đó. Ví dụ như là cái người này sẽ chọn nhóm khác, nghe không? Cái nhát cũng thôi là sao chọn nó sẽ lắm. Trong WeChat ha, phần hội thoại có nghĩa là khi mà mình đang chat với khách hàng thì mình có thể gắn thẻ khách hàng được hay không, thì câu trả lời là có, chính xác 100% ha. Chị thấy là 1 phút 44 giây cũng là khá nhanh rồi, và cái bài này các bạn sẽ được làm lại lần cuối cùng, và các bạn hiểu rõ, nhớ rõ thì sẽ được quà. Bây giờ mình sẽ vào trong cái hệ thống của mình để tìm hiểu những cái điều mà hồi nãy bữa giờ chị hỏi các bạn như thế nào ha. Rồi, thứ nhất là ở trên Facebook thì các bạn phải hướng dẫn khách hàng muốn connect vào phải dùng fanpage nha các bạn, chứ không phải là connect cái trang cá nhân. Bởi vì một số khách hàng họ sẽ có thói quen là bán hàng trên cái Facebook cá nhân. Rồi, như vậy thì đây là một cái trang fanpage, và connect như thế nào? Thì mình sẽ vào hệ thống, các bạn sẽ tìm tới cái phần WeChat ha.
Rồi chọn Facebook. Chọn cấu hình. Ở đây là chị đang connect vào rồi. Và bây giờ chị sẽ đăng xuất ra nè các bạn. Rồi. Ví dụ như chị chưa vào lần nào hết thì chị sẽ bấm kết nối Facebook ha. Rồi. Đây là Facebook của chị. Cái Facebook mà các bạn đang connect chính là tài khoản cá nhân. Trong tài khoản cá nhân thì mới có nhiều fanpage, mình tạo nhiều fanpage trong đây đúng không ạ? Rồi. Ở đây đang mưa lớn lắm các bạn, hình mạng nó đang quay rất là chậm luôn. Rồi khi mà mình đăng nhập vào trong cái Facebook cá nhân, thì trong cái Facebook cá nhân của bạn, bạn tạo bao nhiêu cái fanpage lúc này, hệ thống mới hỏi là bạn chọn fanpage nào để kết nối với lại cái phần vô chat của mình ha. Đây các bạn chọn nè, chỉnh sửa cài đặt nè, các bạn thấy không? Trong cái Facebook của chị đang là Facebook cá nhân, chị đang quản trị bao nhiêu cái trang fanpage nó hiện đây. Và bạn muốn connect với cái phần vô chat của mình thì bạn check ở đây. Ví dụ bây giờ chị sẽ check vô cái bánh năng lượng với lại Prosa này ha. Rồi chị bấm tiếp là nó sẽ hỏi tiếp nè các bạn. Và các bạn nên là check có hết cho chị nha. Rồi bấm xong thì tự động nó sẽ connect với những cái fanpage đó. Ok nè. Rồi. Đúng ạ. Ở đây thì chị đang có connect tới 3 cái trang. Còn nếu bạn muốn thêm nữa thì bạn bấm vào cái nút thêm trang này ha các bạn. Rồi ở phần Zalo thì đây là Zalo OA và chị cần connect một cái Zalo OA thôi là bạn có thể bán hàng được rồi. Cho nên cái phần connect Zalo OA chị sẽ chụp hình nha. Tại vì cái này connect nó hơi lâu quá các bạn. Với Zalo OA. Rồi với Zalo A thì các bạn cũng vào cái phần vô chat chọn Zalo. Rồi xong rồi chọn tiếp cái phần mà ủy quyền ha. Rồi các bạn sẽ vào đây và đồng ý cho phép ứng dụng của mình connect với lại Zalo A. Đó thì các bạn sẽ connect được với lại Zalo OA. Rồi, khi mà các bạn đã connect xong rồi thì các bạn phải demo cho khách là cái tính năng này mình làm được cái gì trong hệ thống của WooSell. Rồi bây giờ bạn sẽ mở ra bạn làm ví dụ cho khách hàng ha. Ví dụ bây giờ mình đã connect vào cái trang fanpage của mình rồi mà có một người nhắn tin thì như thế nào? Thì nó sẽ ra những cái dòng mà tin nhắn tự động đó các bạn. Tin nhắn tự động là sao? Bạn nhìn vào cho chị. Đây là cái tin nhắn tự động nè các bạn. Đúng không ạ? Bấm vô đi mọi người. Các bạn nha. Rồi. Khi mà có cái tin nhắn tự động thì các bạn thấy cái nội dung không? Cái nội dung là do mình ghi vào. Các bạn có thể chỉnh sửa được. Rồi cái người khách hàng họ sẽ nhận được một cái tin nhắn ở trong Messenger luôn. Đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cái chức năng mà tin nhắn tự động khi mà họ comment trên cái bài viết của mình. Các bạn sẽ vào cái phần Facebook nè. Chọn tiếp cho chị chức năng automation được không ạ? Nếu bạn nào đang có máy thì làm theo nha. Các em connect vào tài khoản của mình làm theo luôn nè. Trong phần automation các bạn sẽ chọn tiếp tới tạo chiến dịch ở đây. Rồi các bạn chọn trang. Ví dụ chị đang chọn là bánh năng lượng. Các bạn không chọn trang được không các bạn? Ở đây mình không chọn trang được không? Nó có mặc định tất cả những trang nào connect vào đây là đều làm được cái automation này không các bạn? Không. Ai trả lời có? Ai trả lời không? Không là không chọn trang á. Không là không chọn trang. Không chọn trang là sai nha. Phải chọn trang. Rồi, tên chiến dịch. Tên chiến dịch tự mình đặt nha. Chiến dịch. Cái gì vậy? Automation. Bữa nay là 6 tháng 7 ha. Được không? Rồi bài đăng nè. Hồi nãy chị có hỏi các bạn. Các bạn chọn một hay nhiều bài đăng? Có thể chọn nhiều bài đăng được không các bạn? Được mà đúng không? Ở đây nè các bạn click vào đây. Được không? Rồi.
Chọn. Nhưng mà hồi nãy chị có tạo một chiến dịch khác và chị chọn cái bài này rồi, cho nên không được chọn trùng, đúng các bạn. Cho nên chị sẽ chọn một bài đó thôi. Đây, chị chọn. Rồi. Thời gian. Hồi nãy chị có hỏi nè, thời gian chỗ này mình thiết lập được hay không nè. Nhìn vô đây các bạn thấy sao? Có thiết lập được đúng không ạ? Nếu các bạn chọn giây nè, có nghĩa là khi mà khách hàng comment vào, sau bao nhiêu giây thì nó sẽ nhảy ra cái tin nhắn tự động của mình, đúng các bạn? Thì ở đây các bạn nên là chọn chọn cái gì ở đây các bạn? Các bạn nên chọn là ngay lập tức hay là chọn giây? Ngay lập tức là chính xác, đúng không ạ? Tại vì sao? Ngay lập tức, nhưng mà khi các bạn test á, các bạn đang demo cho khách nha, các bạn bấm vô nó không ra liền, lúc đó mình ngớ người ra, khách là ủa sao không ra em, mình trả lời sao các bạn? Sao các bạn online có gặp trường hợp đó chưa? Đang demo tự nhiên nó không ra, làm xong automation là nó không ra. À, mưa mạng trọng, bữa nó không mưa làm sao? Một bạn offline đây trả lời chị là do trời đang mưa mạng trọng, lỡ ngày đó trời nắng đẹp thì sao các bạn? À, thiết lập xong rồi mà nhấn khách hàng comment thử nha, mình giả bộ khách hàng vô comment thử mà nó không ra cái tin nhắn tự động đó, là khách hàng nó ủa đâu em nó có ra đâu, rồi sao các bạn trả lời sao đó? Do Facebook thiết lập, đúng các bạn, do Facebook thiết lập tính năng trả lời tự động có thể trễ vài giây ha, hoặc là vài phút, chứ không phải là do bên mình, đúng các bạn. Đây, các bạn đọc ở dưới cái chỗ từ khóa nè. Tin nhắn tự động sẽ được gửi tới người dùng Facebook nếu bình luận của họ chứa ít nhất một trong các từ khóa này. Thì lúc nào mà có từ khóa thì nó sẽ nhảy ra cái comment tự động của mình, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ gặp trường hợp là bạn đặt vô đây, ví dụ như người ta hỏi giá bao nhiêu, giá đi, không giá thì tiền, hoặc là hỏi gì đó. Rồi khi bạn để từ khóa thì khách hàng comment phải có từ khóa này nó mới chạy ra cái tin nhắn tự động của mình. Rồi bạn quay bạn hỏi chị ơi, lỡ mà người ta hỏi tùm lum, người ta không hỏi mấy cái từ có từ khóa của em là em làm sao giờ? Sao các bạn? Hỏi đi, chính xác. Đâu rồi ta? Đúng rồi, hỏi đi, điền cái gì nó cũng nhảy ra tin nhắn tự động hết, đúng không ạ? Rồi, còn cái thời gian chị nhắc lại nha, khi demo sẽ gặp trường hợp mình demo thử, mình chat thử, mình comment vô, nó không có nhảy ra cái tin nhắn tự động liền đâu nha. Cái broadcast ở trong cái Messenger nó có thể hiện ra trước, rồi khách hàng sẽ hỏi ủa sao tin nhắn tự động kêu là em ngay lập tức mà nó không hiện ra, thì các bạn phải giải thích. Và cái điều này chị nói đúng nha, chứ chị không có nói lương lẹo nha các bạn. Có nghĩa là do Facebook họ delay ha, họ họ làm giảm cái tần suất trả lời của mình lại nha. Rồi tiếp theo là các bạn từ trên xuống dưới, rồi cái tự động phản hồi bạn nhìn đi, trả lời trong Messenger thì cái tin nhắn này nó hiện trên cái phần comment hay là nó nhảy vô inbox của khách hàng các bạn? Comment là sai, nó đi rõ ràng trả lời trong Messenger mà, thì nó là ở trong phần inbox đó mà nha, nhớ nha đừng lộn. Còn cái comment ở đây nè các bạn, phản hồi bình luận nè, được không? Phản hồi bình luận là ở trong comment, còn cái Messenger là nhảy vô trong phần Messenger, phải mở inbox ra. Các bạn có mua hàng online không? Người ta hay nói inbox em đi, inbox em đi, đúng không? Là inbox ở đâu đó các bạn? Ở tin nhắn Messenger đó nha. Rồi rồi chị làm ở trên trước nha, rồi trả lời trong Messenger nè. Thì ở đây có ba dạng. Thứ nhất là thêm văn bản. Chị tắt cái này đi ha. Các bạn bấm vào thêm văn bản, rồi ở đây hệ thống ghi cho bạn nè. Nhập tin nhắn mà bạn muốn trả lời cho người dùng Facebook đã bình luận trên bài ăn của bạn. Là hệ thống đang đang hướng dẫn cho mình làm á, chứ mình không có để cái nội dung y chang vậy. Được không? Rồi bây giờ mình muốn gửi tới cho khách hàng ở trong inbox cái điều gì ạ? Nếu ở ngoài comment mình đã nhảy ra một cái tin nhắn tự động là vui lòng coi trong inbox, thì cái inbox này mình gửi cái gì cho họ? Theo các bạn mình gửi cái gì? Các bạn online ơi, trong hình inbox này mình sẽ gửi cái gì cho khách hàng à? Các bạn ở đây thì sao? Đúng rồi, Đúng
Đúng rồi, chính xác. Bạn Nam nói là sẽ gửi một cái URL, có nghĩa là một cái đường link để hướng dẫn khách hàng vào xem thông tin thêm. Được không ạ? Rồi, ví dụ ở đây. Bạn sẽ ghi một cái câu ngắn là cảm ơn quý khách đã comment. À, quý khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm khác tại link sau. Mở ngoặc, bấm vào nút xem thêm. Rồi, khi bạn bấm vào cái nút xem thêm này thì bạn sẽ gắn cái đường link website mình vào. Rồi, đường link website là mình phải lấy trước nha các bạn. Chứ bạn bấm vào cái nút rồi bạn mới quay qua, bạn bấm cái link thì bạn quay lại, bạn lại phải lặp lại cái thao tác một lần nữa. Được không? Rồi, tới đây bạn bấm thêm nút nè. Đây. Rồi, các bạn sẽ bỏ cái đường link của mình vào đây. Dán vào thêm nút ở đây thì mình bấm xem thêm được không ạ? URL chị thiếu cái gì vậy? À, chị copy không đủ nè. Copy không đủ nè, các bạn thấy không? Nè, chị quay lại là mất tiêu, các bạn thấy không? Chị phải bấm nút lại lần nữa, cho nên chị nói là trước khi bấm nút thì phải có đường link trước nha. Cái gì vậy trời? Rồi, hoàn tất. Đúng không ạ? Rồi, cái tin này là tin nằm ở trong Messenger, còn đây là phản hồi bình luận nè. Cửa hàng đã gửi một tin nhắn, vui lòng kiểm tra hộp thư. Đúng không ạ? Rồi, các bạn có thể thay đổi cái câu này tùy theo mình nha. Cái câu này mới hiện qua comment nha các bạn. Rồi, tới đây xong chưa các bạn? Tới đây xong chưa? Mình đã hoàn tất được cái automation của mình chưa? Còn thiếu gì không các bạn? Nè các bạn, cái lưu ý dưới này nãy chị có nói nè. Ha. Facebook kiểm soát rất chặt chẽ cách sử dụng tính năng này để trang của bạn không bị chặn, chúng tôi giới hạn tốc độ phản hồi tự động mỗi phút. Đó bạn, đó. Điều này có nghĩa là thời gian gửi tin nhắn tự động có thể lâu hơn nếu trong khoảng thời gian ngắn có quá nhiều lượng bình luận trên bài đăng của bạn, đúng không? Nha, cho nên là nó delay là do bên Facebook ha. Rồi xong hết rồi thì mình sẽ bấm lưu lại. Ra bên automation bạn nhìn là cái chiến dịch mình mới vừa tạo nó đang có trạng thái gì đây ạ? Trạng thái nháp là khách hàng comment là nó hiện ra cái tin nhắn tự động chưa các bạn? Chưa đó mà. Rồi mình vô mình chỉnh lại ha. Nếu để chạy luôn thì các bạn phải kéo cái nút này qua. Đó mà. Rồi giờ mình qua automation lại lần nữa nè, mình coi nó chạy chưa nha. Rồi bạn thấy nó hành hoạt động không? Nhớ không các bạn? Nếu các bạn muốn tạo để sẵn thì không kéo cái nút đó qua, bạn chỉ bấm lưu thôi. Còn nếu bạn cho nó chạy luôn thì bạn kéo cái nút nó qua. Đó mà. Rồi nó hoạt động là nó có chạy rồi. Rồi bây giờ vào đây comment giúp chị đi ạ. Bánh năng lượng đâu rồi? Facebook. Đây chị sẽ gửi cái link nha. Các bạn online test thử giúp chị đi nha. Này, chị bỏ vào chat. Còn các bạn offline đây thì đánh vào cho chị cái đường link là facebook.com/bánh năng lượng đi ạ. Rồi các bạn vào, các bạn comment giúp chị. Ở trên cái bài, bài đây, bài có cái bánh này nè. Cái bánh đang bị cắn miếng này nè. Rồi, comment giúp chị xem nó có nhảy ra không nè. Comment vào đi các bạn. Chị đang cần comment để thử test cái tính năng automation này. Được không? Các bạn online, các bạn vào cái link chị gửi trong ô chat nha. Còn các bạn offline thì lấy cái link là facebook.com/bánh năng lượng ha. Rồi làm thử đi các bạn. Đây cái link của mình ở đây. facebook.com/bánh năng lượng nha. Được chưa ạ? Ra rồi nè chị. Mình chi chi. À, để chị refresh lại nha.
Đây. Trần Quý. Rồi ra rồi nè các bạn thấy không? Rồi, như vậy thì ở trong cái phần Messenger của khách hàng á, họ sẽ thấy một cái tin nhắn. Có bạn nào chụp hình tin nhắn gửi lên giúp chị không ạ? À? Cái tin nhắn Messenger của các bạn á. Các bạn chụp hình màn hình và lên đây gửi vào cái ô chat giúp chị nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tính năng broadcast nha các bạn. Đây chị sẽ mở một phần để chị chụp sẵn rồi nè. À, các bạn thấy cái phần automation nè. Ví dụ như cái tin nhắn của mình là như vậy, đúng không ạ? Hồi nãy là chị làm cái nút mua ngay, thì bây giờ các bạn làm cái nút xem thêm thì người ta bấm vào đây nè, người ta sẽ được chuyển tới cái link của mình, đúng không? Rồi các bạn qua phần broadcast ha. Đó, các bạn thấy không? Ở trong đây. Ủa, các bạn có thấy phần chat của chị không ta? Các bạn vào ô chat đi, nếu như các bạn online hoặc là offline thì lên lên cái link Zoom của mình á, có trong đó nha. Sẽ thấy được cái có bạn chụp cái tin nhắn của mình trong đó. Rồi. Rồi mình qua mình làm automation luôn nha các bạn. Rồi cái phần broadcast là bây giờ mình sẽ bắt đầu làm broadcast. Hồi nãy mình làm xong cái automation rồi, các bạn có thắc mắc gì ở phần automation không ạ? Các bạn ngồi đây có gì thắc mắc ở automation không? Em chỉnh lại cái máy lạnh tăng nhiệt độ giảm xuống cho chị đi. Nóng quá nãy lạnh quá vậy, nóng quá. Rồi, broadcast này các bạn vào tạo chiến dịch được không ạ? Broadcast này nhằm mục đích gì ạ? Hồi nãy automation là đã gửi được tin nhắn cho khách rồi. Vậy thì sử dụng tính năng broadcast để làm gì các bạn? Có ai trả lời không ạ? Đặt offline đây. Để làm gì? Cái gì chiến dịch vậy? Nhưng mà gửi tin nhắn hàng loạt để làm gì cơ? Đó, câu này là câu chuyện muốn nghe đúng không? Chăm sóc khách hàng đã liên hệ với mình ha. Đây, một là cứ lên lấy nha. Rồi, vậy thì nếu các bạn gửi từng người một rất mất thời gian và GoSell cho phép bạn gửi hàng loạt với những khách hàng đã chat với mình trong vòng bao nhiêu tiếng đó các bạn? 24 tiếng ha. Lỡ như 24 tiếng mà bây giờ một ngày mình chat với 1.000 khách hàng đi. Mà số lượng tin nhắn là bao nhiêu? 200 nhân cho số gì? Số lượng mà mình chat với khách ra rất là nhiều. Mà khách hàng của mình cũng rất nhiều, một ngày nó gửi không hết. Chỉ còn một số khách nó gửi chưa hết thì có tràn qua ngày hôm sau gửi tiếp không các bạn? Ai trả lời có giơ tay một chị? Không hả? Có không? Có thì giơ tay. Không nói nữa. Vậy là theo các bạn là không gửi tiếp. Đúng không ạ? Chị đang hỏi là trong broadcast, nếu một ngày mình có 1.000 người chat với mình à, rồi mình gửi broadcast mà nó gửi không kịp, vậy thì cái số mà không kịp nó có tràn vào ngày hôm sau nó gửi tiếp không? Các bạn đều trả lời là không hết. Bạn trả lời đúng. Có nha các bạn. Không. Rồi, có nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình tạo thử nè. Đây, trang, bạn phải chọn trang. Rồi, chọn tên chiến dịch. Sáu tháng 7 ha. Rồi, đây phần nhóm. Phần nhóm này là gì đây các bạn? Phần nhóm của gì? Của khách hàng. Vậy thì cái phân nhóm này mình phải tạo trước hay là tới bây giờ mình mới tạo? Tạo trước đúng không ạ? Rồi mình quay lại. Tạo ở đâu? Trong phần hội thoại chat với khách hàng. Chị sẽ chọn bánh năng lượng đúng không ạ? Rồi các bạn thấy cái dấu đỏ đỏ này không? Là có khách đang nhắn trên cái page này đó được không? Rồi bạn Trần Quý đi. Ở trong cái phần hội thoại này thì các bạn sẽ thấy cái tin nhắn mà các bạn nhắn cho khách ở trong Messenger nè. Đúng không? Cái này là trong phần automation mình thiết lập đó các bạn. Ha, bấm xem thêm này, chị bấm thử nha. Là nó ra được cái link của website của mình ở đây. Được không? Rồi, bây giờ hội thoại nè. Trần Quý, hello mọi người rồi đó. Chị chưa có nói em hello mà, ta chưa test xong.
Các bạn để ý chọn bạn Ánh Nguyên nha. Nó có một cái lưu ý rất quan trọng ở đây nè các bạn. Khi các bạn demo nha, có nhiều lúc mình bị khựng, khách hàng hỏi biết tại sao hết. Ví dụ chị hello bạn này không có hello chị đâu nha, yên nha. Có tin nhắn ra không các bạn? Online nhìn vô màn hình nha chị đang chat với bạn Ánh Nguyên nè, rõ ràng chị đánh hello nè, enter rồi nè. Có ra tin nhắn không ạ? Không. Khi các bạn demo cho khách tới đây khựng, ủa sao chat với khách không được vậy em? Trả lời như thế nào? Không, do mình. do mình cái rule của Facebook nhưng do mình. Đó mà. Rồi, Facebook quy định rằng khi các bạn nhắn tin cho người ta như vậy, người ta phải chat mình trước rồi mình mới trả lời người ta được. Ví dụ như bạn Trần Quý này nè. Rồi, bạn Trần Quý này, bạn chat với chị trước nè. Đó mà. Rồi chị hello bạn nè. Lên liền, các bạn thấy không? Nha. Chị nói rõ những phút này để cho bạn demo khách mà bạn gặp khẩn ngay chút này là biết, à chị Ly có nói rồi nha. Để em thôi bắt đầu lúc đó, em không biết tại sao hết trơn á. Chắc là do mưa lớn, internet chậm, không có nha bạn, tới ngày mai nó cũng không ra luôn. Được không? Vậy thì các bạn lưu ý làm sao để cho khách hàng tự động chat với mình trước. Bởi vì sao? Bởi vì chị đang để một cái câu. Có phải là câu hỏi đây không các bạn? Các bạn nhìn nè, nội dung nè. Cảm ơn quý khách đã comment, quý khách có thể xem thêm nhiều chi tiết, thêm nhiều sản phẩm nữa, xem thêm vào cái nút này. Thì khách hàng có cần phải hỏi mình cái gì ở đây không? Không. Vậy nếu các bạn demo, các bạn để câu gì ở đây? Ta đang comment trên cái bánh đó rồi, còn hỏi sản phẩm nào nữa. Đúng không ạ? Mình đang bán cái bánh, người ta comment, mà cái tin nhắn mình nhắn vô Messenger như thế nào để người ta bắt buộc phải chat cho mình trước? Đúng, chính xác. Chút xíu lấy quả. Không ạ, đơn giản thôi. Dạ, các em cảm ơn chị đã comment. Không biết là chị cần đặt bao nhiêu cái bánh. Đó mà, chắc chắn là người ta sẽ trả lời à, một cái, hai cái, người ta không hỏi gì, người ta hỏi tùy, nhưng bắt buộc là người ta phải chat với mình trước. Đúng các bạn. Anh chị cho sóc chiều cao cân nặng để tư vấn bánh phù hợp hả? À? Ai vậy? Bạn nào Cần Thơ giờ bánh mà còn phải chiều cao cân nặng nữa hả? Sợ ăn bánh mà cao lớn quá thì người khổng lồ hay sao? Nhớ nha các bạn, chỗ này được không? Rồi, ví dụ như bạn Trần Quý đi. Chị chat với bạn xong, các bạn thấy đây không? Ai đang chat với khách hàng của mình đây ạ? À? Chủ tóc. Vậy thì một bạn nhân viên dùng mặt cao của mình login vào để chat với cái người khách này thì sẽ hiện tên của bạn đó. Đúng không ạ? Đó là cái phần mà bạn có thể nói chuyện với lại khách hàng của mình. Chị ơi, anh chị ơi, ở đây là em có một cái lưu ý nữa là mỗi một nhân viên hay là ai chat với khách anh chị quản lý được luôn. Lỡ có khách comment là trời ơi nhân viên của anh chị nói chuyện với tôi rất là thô tục, cho nên là tôi không bao giờ tôi quay lại tôi mua được hết, thì vô đây kiểm tra thấy được liền. Đúng không ạ? Đó. Rồi. Rồi hồi nãy chị có nói gắn thẻ nè các bạn. Bây giờ chị sẽ gắn thẻ cho cái người này. Thêm thẻ đây. Ví dụ New ha. New 0607 đi. 07. Rồi. Chị bấm thêm. Đây là một cái thẻ chị thêm. Còn những cái khỏe trước thì chị xóa đi chẳng hạn. Đây chị muốn xóa thì chị xóa. Chị delete. Đúng các bạn. Đơn giản ha. Thêm thẻ, xóa thẻ. Rồi mình tắt đi. Rồi các bạn sẽ nhìn ở đây có cái thẻ mà chị vừa tạo. Đó là cái thẻ nào đây ạ? New 0607. Chị tạo rồi thì cái người này đã được gắn thẻ chứ các bạn? Chưa nha các bạn. Vậy làm sao để gắn thẻ cho khách hàng này ạ? Click vào đây. Nó phải như vậy nè. Được không các bạn? Nó phải ở trạng thái tô màu của cái thẻ này thì cái người này mới được gắn thẻ. Các bạn hiểu vấn đề này không? Nhớ nha. Chứ để demo cho khách xong rồi tạo phân nhóm không có ai vô hết trơn. Tại hệ thống. Nó tại mình chứ không phải tại hệ thống nha. Rồi. Khi bạn đã gắn thẻ cho khách thì bạn sẽ tạo phân nhóm. Được không ạ? Bạn sẽ vào phần khách hàng ha. Bạn tạo phân nhóm ở đây. Rồi, có ai hướng dẫn cho chị tạo phân nhóm làm sao lấy cái người khách hàng chị vừa mới gắn thẻ đó để vào phân nhóm này không ạ? À? Chị sẽ bấm vào tạo nhóm khách hàng ở đây nha. Rồi, ai hướng dẫn giúp chị ạ? À? Chị đặt tên nhóm luôn đi. Đặt tên nhóm là New. Chị nhớ ha. 06072023. Rồi, bây giờ bạn nào hướng dẫn cho chị tạo phân nhóm mà có cái người khách tên là Trần Quý ạ? À? Bạn nào? Mấy bạn cũ ở đây đâu rồi?
Em trai, em chính là em đó. Làm sao? Làm sao tạo phân nhóm mà các bạn trùm quý nó đi vô đây được? Chọn thông tin khách hàng rồi. Bạn có đăng ký không? Không. Yên lặng. Không nhắc. Rồi, hẹn khách hàng. Tiếp. Ok, tới thẻ khách hàng bằng ha. Bằng cái thẻ khách hàng mình mới vừa tạo đó là new. Mình đánh cái chữ new vô. New 0607 độ mà. Rồi mình bấm lưu. Rồi, tại sao bây giờ có không số? Có không? Tại sao không vô các bạn? Quay lại xem kia các bạn. Đây, cho em xem lại nha. Đọc xong rồi đó. Đây, gắn rồi. Rồi, quay lại bên trong. Quay tới quay lui mà không có là biết xui á. Đây. Chưa tạo thông tin. Chính xác. Đúng mà. Chưa tạo thông tin khác. Ha. Qua đây tạo. Rồi bạn nào hướng dẫn cho chị tạo? Các bạn cũ đâu ạ? À? Đây bạn cũ. Tạo sao em? Hướng dẫn cho chị tạo thông tin của bạn Trần Quế này đi. Đây. Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đặt số điện thoại của bạn vô đây ha. Email, giới tính gì cũng cần các bạn. Rồi, sinh nhật có thì điền có thôi ha. Rồi, Việt Nam, địa chỉ. Đạo mà chú thích đạo. Rồi. Cho nó khác người đi ha. Rồi, đúng ạ. Rồi mình bấm lưu ha. Có nghĩa là khi mà bạn chat với khách, họ cho thông tin thì mình điền vào đây. Điền vào đây để làm gì đó các bạn? Điền thông tin khách làm gì đây? Quay lại nhóm vô chưa nha. Vô rồi này các bạn thấy chưa? Đúng ạ. Đúng không? Chị đang nói tới những việc mà bạn có thể gặp khẩn khi demo với khách nha. Được không ạ? Bạn vào đó rồi bạn thấy, ủa em tạo đúng hết rồi mà sao nó không vô? Tại vì bạn chưa điền thông tin, được không? Bạn điền xong quay lại thấy nó vào rồi nè. Rồi, được chưa các bạn? Rồi mình quay lại broadcast nha. Rồi trong phần broadcast thì bạn bấm vào tạo chiến dịch này. Chọn trang, chọn tên chiến dịch. Rồi chọn thêm phân nhóm. Nhóm hồi nãy mình đặt là gì đó bạn? New, đúng không ạ? Có một khách. Được chưa? Ok ha. Rồi gửi ngay nè. Hoặc là hẹn giờ. Tại sao phải có hẹn giờ này các bạn? Tại sao phải có hẹn giờ này? Là một ý. Cái giờ này rất quan trọng. Không phải. Cái điểm mấu chốt của podcast này là cái gì đây? Nó bị níu ở cái điều gì đây? Là 24 tiếng, nhớ không các bạn? 24 tiếng kể từ khi chạy cái chiến dịch này, được không? Ví dụ bạn chọn 14 giờ ngày 6 tháng 7 thì từ 14 giờ trở về 24 tiếng, lúc đó là cái nhóm khách hàng nào chat với mình mới gửi cái podcast này được. Nhớ không các bạn? Nhớ chưa? Còn bạn chọn gửi ngay là tạo xong cái gửi cái ảo luôn. Được không? Phân biệt hai cái này không? Các bạn nào thắc mắc chỗ này không ạ? Nha, nhớ nha, lưu ý ha, nếu bạn lên lịch để chạy chiến dịch thì kể từ thời gian chạy chiến dịch cho tới 24 giờ trước, trong khoảng đó thì bạn sẽ gửi được những cái hàng chat với mình trong khoảng đó. Được không các bạn? Nha, hiểu chỗ này không ạ? Có ai không hiểu không?
Ôi cha, phải trả lớp cho cô Chi rồi đó. 5 phút nữa ha. Rồi, thôi chị gửi ngay đi để test cho các bạn. Rồi, trả lời cho Messenger nè. Có nghĩa là broadcast mình sẽ gửi vô Messenger. Và ở đây các bạn sẽ đọc thông báo nè. Bạn có thể gửi tối đa 10 tin nhắn. Nhưng sao ạ? Cái tin nhắn nào mà bạn tạo trên cùng á thì bạn mới gửi được. Đúng không ạ? Còn những tin nhắn dưới giống như là bạn soạn trước vậy thôi. Được không? Rồi bây giờ mình tạo ha. Chỉ ví dụ vậy thôi ha. Còn nếu như ngoài đời thật thì ở đây là câu gì đây các bạn? Câu gì ở đây khi mình gửi tới khách hàng? Câu gì? Nếu trong đời thật mình bán khách xong, mình muốn quay lại mình chăm sóc khách thì cái câu gì? Câu gì để mình quay lại mình chăm sóc khách để khách họ mua tiếp? Các bạn nào? Hả? Bánh mới ngon không? Dở ẹt. Sao? Đó là cái gì đó? Voucher ha. Mã giảm giá được không ạ? Cảm ơn các anh chị đã đặt hàng tại shop. Tại vì trong 24 giờ là hàng chưa có tới nữa đúng không ạ? Có khi nó quá một ngày mới giao. Rồi. Thì các bạn sẽ trả lời đây là em gửi cái voucher, gửi cái mã voucher ra. Cái mã đó dùng ở đâu? Vô đâu tạo cái mã voucher các bạn? Cần ưu đãi nha. Lấy cái mã voucher đó ép vô đây. Và cảm ơn các anh chị đã đặt hàng tại shop. Em gửi chị mã voucher để giảm giá 20% cho lần mua hàng kế tiếp. Rồi cái nút này gắn cái link của website mình vô. Được không ạ? Ha. Rồi thêm nút nè. Thì y chang như hồi nãy thôi. Được không? Đó. Chỉnh lại tên nút, chỉnh lại cái đường link là xong. Đây ở dưới đây có lưu ý nữa nè các bạn. Số tin nhắn tối đa được gửi trong 24 giờ bằng 200 nhân số cuộc hội thoại trong fanpage của bạn. Được không? Rồi cho nên là nếu mà gửi không kịp thì ngày hôm sau gửi tiếp ha. Bấm vào cái nút chấm hỏi này nè các bạn thấy không? Lấy vô chấm hỏi nè, để vô nè. Các bạn thấy nè, ghi rõ ra nè. Rồi xong rồi thì sẽ bấm lưu nha. Lưu là chạy chưa các bạn? Chưa, bởi vì đang là nháp ha. Chạy rồi thì sao ạ? Thì phải kéo cái nút nó qua, nhớ nha. Để test xong rồi, tạo xong rồi cái ủa sao nó không chạy vậy? À tại vì nó đang là nháp, được không? Quay lại broadcast nè các bạn. Rồi, bây giờ nó mới chạy nè. Quý ơi, có nhận được tin nhắn của chị chưa? Chào chị ơi. Chị... Alo. Chết tin nhắn đi chị. Chết tin nhắn đi chị. Quý có nhận được tin nhắn trong Messenger của chị chưa? Rồi, bây giờ quan trọng nữa là người ta sẽ nói với các bạn. Ủa, chat cái này trong Facebook cũng hỗ trợ vậy? Cũng làm được vậy, cũng chatbot được vậy, tại sao tôi phải mua của bạn? Dạ luôn. Thì các bạn phải biết ưu điểm của bên mình nha các bạn. Ví dụ, dạ em hiểu, không bao giờ nói lại với khách là anh sai rồi, chị sai rồi không nha. Dạ em hiểu, nhưng mà, chị ơi, khi mình chat mình lên được cái đơn cho khách luôn, khách nhìn, khách xem có đúng cái sản phẩm của mình hay không, rất là tiện nha. Ví dụ này, hồi nãy là bạn Trần Quý nè. Chị tạo cho bạn cái thông tin mua hàng rồi ha. Nó hôm qua trời nó bị dính này. Ok, họ tạo đơn hàng đây nè các bạn. Không. Rồi bây giờ mình sẽ bấm mình chọn cái đơn hàng. Vàng brown. Tôi cho vàng lại đi. Ví dụ họ mua cái này, đúng không ạ? Rồi phương thức thanh toán các bạn chọn ở đây nha. Đa số là sẽ chọn thanh toán tiền. Rồi phí vận chuyển. Cái phương thức giao hàng các bạn lưu ý. Đối với những sản phẩm nào mà trong cái phần mô tả sản phẩm các bạn có để cân nặng chiều cao thì ở đây sẽ được chọn phương thức giao hàng là gì các bạn? Đúng rồi, chính xác. Chứ không có phải là phương thức giao hàng tự vận chuyển nữa được không ạ? Giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm ở đây các bạn thấy không? Chị có xét cái thông tin mô tả trong cái phần làm tạo sản phẩm mới á các bạn. Nó có cân nặng chiều cao trong đó. Thì ở đây mới hiện ra là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm nè. Đó mà. Rồi mình hỏi khách luôn là muốn là giao hàng hỏa tốc hay không. Thì ở đây khoảng của hỏa tốc thì bạn chọn là tự vận chuyển xong rồi mình đặt ở ngoài, đặt ráp mình giao tới nhà người ta. Được không? Nè,
Rồi ví dụ chị lên đơn hàng đi, chị tạo đơn hàng ở đây, bấm nút tạo đơn hàng ha. Đây các bạn thấy không? Đây là cái hơn của mình khi mà khách hàng sử dụng hệ thống GoSell với cái gói với GoSocial nha. Chứ nếu như mà chat bình thường người ta nói tiết kiệm lắm. Thôi anh chị chat bình thường cũng được, cũng được nhưng mà không có lên hàng được ở đây. Đó mà. À, không có nhanh ha. Đó, ở đây mình lên đơn hàng luôn, mình chọn à, giao nhận là nhà giao nhận vận chuyển nào. Đúng các bạn. Rồi, như vậy tới đây là các bạn đã hoàn tất được cái bài về gói GoSocial. Các you